Chào mừng quý vị và các bạn đến với trận đấu đầu tiên của vòng 1-8 vòng chung kết trận cờ đất Việt khu vực miền Trung. Và ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị khán giả trận đấu đầu tiên của vòng 1-8, một cái vòng đấu hết sức là quan trọng. Anh Vũ Văn Tuyến, ở vòng đấu trước thì anh đã có một ván đấu rất là hay, một trận đấu cực kỳ gay cấn, và vòng đấu này đối mặt với anh là một kỳ thủ rất mạnh. Anh có suy nghĩ như thế nào? Vâng, xin chào anh Phạm Thanh Trung. Tôi nghĩ là anh Vũ là có chuyên môn rất là cao nên tôi rất là tôn trọng anh. Tôi nghĩ là anh Vũ sẽ nhỉnh hơn tôi một chút. Là một nhà kinh doanh rất là bận rộn. Tuy nhiên là anh vẫn đến với trạng cờ đất Việt 2015. Anh ở thành phố Ninh Bình, là một kỳ thủ nổi tiếng tại Ninh Bình. Đến với Đà Nẵng đương nhiên là đường đi rất là xa và là vất vả. Vậy thì lý do nào khiến cho anh vẫn tiếp tục theo đuổi cái giải đấu này? Tôi là người rất yêu thích cờ. Nên đến với giải này, tôi mong muốn là được giao lưu với tất cả bạn bè kỳ hữu cờ trên toàn quốc. Và tôi đã gặp được rất nhiều kỳ thủ trên toàn quốc và tôi rất phấn khởi và rất vui. Vậy thì mục tiêu của chuyến đi của anh đến Đà Nẵng lần này? Mục tiêu của tôi trong chuyến đi đến Đà Nẵng này là được vào vòng sau. Thì tôi đã qua vòng 1, 2, 4 và hiện tại tôi vào vòng 1-8 cũng đã vượt mục tiêu đặt ra đối với tôi. Tuy nhiên là tôi cho rằng là mục tiêu của anh không dừng lại ở đó. Vâng, trong trận đấu này tôi sẽ cố gắng hết sức, mặc dù tôi đánh giá là anh Vũ về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nhỉnh hơn tôi một chút. Tôi nghĩ là theo phương án khả năng thắng lợi của anh Vũ là 60, tôi 40. Vâng, cảm ơn anh một cái sự chia sẻ hết sức là khiêm tốn của cái người đã từng vô địch thành phố Ninh Bình rất là nhiều lần. Xin chào anh Trịnh Hồ Quang Vũ. Xin chào anh Phạm Văn Trung. Anh Trịnh Hồ Quang Vũ, có lẽ là anh đã xem được ván đấu của anh Vũ Văn Tuyến và anh đã có sự chuẩn bị nào chưa? Tôi cũng có thấy những trước vòng của 1-2-4 là anh Văn Tiến đã có những ván cờ rất là xuất sắc mà lối chơi cũng rất chắc chắn. Thì tôi cũng có nghiên cứu sơ về lối đánh của anh và tôi cũng sẽ cố gắng trong giải đấu. Một cái cách chuẩn bị rất là cần thiết cho các kỳ thủ. Trước khi gặp một ai đó thì nếu như có thể thì chúng ta hãy nên tìm hiểu kỹ đối thủ của mình, những cái điểm mạnh và điểm yếu để những cái điều đó giúp chúng ta sẽ có một ván đấu tốt hơn. Vậy thì xin anh Trịnh Hồ Quang Vũ chia sẻ cho khán giả một số chi tiết về bản thân của mình. Thì tôi thì là người Đà Nẵng và cũng là một người mê cờ của các câu lạc bộ, nào cũng thích được chơi cờ và được tham gia cùng các kỳ thủ. Mà nói chung tôi cũng rất là nhiều giải, nhưng mà trong tỉnh thành thôi. Còn phía ngoài của thật sự, nhưng mà ước muốn thì cũng chưa đạt để mục tiêu để của mình vào con đường mà đi theo A1 và A2 và đấu thủ mạnh, đó là vấn đề tiếp theo. Tôi cho rằng trạng cờ đất Việt sẽ là một cái cầu nối rất quan trọng nếu anh thành công. Bởi vì cái về việc truyền thông của trạng cờ đất Việt, như các bạn đã biết, như anh đã biết thì rất là lớn. Vậy thì anh nghĩ thế nào về khả năng của mình trong giải đấu này? Thì nói chung thì tôi cũng hết sức của mình thôi. Tại vì những đây là cọ sát với những đối thủ mạnh không. Thì như Trần Văn Ninh và Tôn Thất Ngọc Tăng, Võ Văn Hồng Tùng, những quốc tế đệ sư này là cũng giống như cho tôi trao đổi về kinh nghiệm của về bộ môn cờ tướng. Là mình cũng biết là đỉnh cao của cờ là tới đâu. Anh Vũ Văn Tuyến đã hết sức khiêm tốn khi đánh giá cơ hội của anh là 60%. Vậy thì theo anh, cơ hội của mình là bao nhiêu phần trăm? Họ thì tôi cũng có nghiên cứu thấy những lối chơi của anh ông Tiến và tôi cũng sẽ đề phòng ảnh những nước đi và những cờ khi mình đi hậu. Các bạn vừa theo dõi những cái chia sẻ của hai kỳ thủ và xin mời quý vị khán giả theo dõi những diễn biến của trận đấu này sau đấy ít phút nữa. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Trong trận đấu này, kỳ thủ Vũ Văn Tuyến mặc áo đỏ và được cầm quân đỏ đi trước, kỳ thủ Trịnh Hồ Quang Vũ mặc áo xanh và cầm quân xanh đi sau.
Trận đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần hóa Việt Tiệp, các nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Edi France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Thăng Long và khách sạn Nam An Đà Nẵng. Trận đấu bắt đầu. Xin giới thiệu với quý vị khán giả ngồi cùng tôi hôm nay trên cabin bình luận của trạng cờ đất Việt 2015 là anh Vũ Hữu Cường, huấn luyện viên kiêm vận động viên của đội tuyển cờ tướng Hà Nội. Xin chào anh Trung, xin chào quý vị khán giả. Pháo 2 bình 5 tốt 3 tấn 1. Và anh Vũ Văn Tuyến thể hiện rõ ý đồ ép tam binh. Và anh Trịnh Hồ Quang Vũ mở tam bộ hổ để có thể nói là như thông thường thì các bạn đã biết là bên kia sẽ đi tốt 3 tấn 1 hoặc lên mã tròn. Thì anh Tuyến sẽ áp đặt được thế trận pháo đầu tam binh đối bình phong mã cổ điển. Tuy nhiên là hình như là anh Trịnh Hồ Quang Vũ biết được cái điểm mạnh của anh Tuyến là nghiên cứu rất rõ trận này nên đã mở tam bộ hổ. Và anh Tuyến cũng đã nắm được cái hướng đánh này là vừa phóng pháo 8 tấn 4 để đe dọa sang tốt 7 của đối phương. Người cầm quân bên đỏ, ông Vũ Văn Tuyến là một kỳ thủ nhiều lần vô địch Ninh Bình, đến với vòng loại của chặng cờ đất Việt 2015 cuộc miền Trung cũng như vòng chung kết với tư thế là có thể nói là đơn đao phó hộ. Anh có mặt tại đây và thi đấu với những kỳ thủ nổi tiếng của Đà Nẵng. Và việc lọt vào đến cái vòng 2 của vòng chung kết đã là một cái thành công rất lớn cho anh Vũ Văn Tuyến. Anh Vũ Văn Tuyến cũng là một nhà tài trợ, một người vận động tài trợ thì đúng hơn của Eni France, của The Ritz Hotel. Là những cái doanh nghiệp đó đều là bạn bè của anh Vũ Văn Tuyến. Và anh Vũ Văn Tuyến là có thể nói là kiến trúc sư trưởng của sự phát triển của làng cờ tướng Ninh Bình. Tượng 3 tấn 5 gần nước gần như là chính xác, bởi vì nếu không thì sẽ là mã 4 tấn 5, sau đó bật pháo trống thì cũng tương đối nguy hiểm. Các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu chặng cờ đất Việt Nam 2015, giải đấu tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp, các nhà tài trợ công ty trách nhiệm hạn Edi France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Thăng Long Ninh Bình và khách sạn Nam An thành phố Đà Nẵng. Các trận đấu của chặng cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên VTC3 lúc 15 giờ ngày thứ 3, 4, 5, 6 hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sâm Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Việt Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Vừa rồi mã 4 tấn 5, mã 8 tấn, mã 7 tấn 5, pháo 5 tấn 4, 4 tấn 5, hơn tốt tầm. Tuy nhiên, cánh mã của bên đỏ sẽ phải phòng thủ. Đỏ có thể đi tượng 7 tấn 5. Tương đối ổn định. Vừa củng cố trung lộ mà, và vừa chống được đưa tốc qua sông của bên em. Mặc dù hơn tốt đầu nhưng mà thực ra là bên đen đã các cây cối ở vị trí rất là tương đối đẹp. Hai xe có thể ra và cánh mã có thể lên. Đen có thể đi xe 8 tấn 6. Cái trận đấu này diễn ra vào buổi tối cho nên cái đèn hình như là đang không tốt. Các bạn kiên nhẫn chờ đợi một chút để bộ phận kỹ thuật chỉnh lại. Thank you.
Tuy nhiên đen đi xe 8 tiến 4 và chuyển sang cánh bên trái, mục đích là tấn công một cái cánh mã kém phát triển của bên Tiên, cũng là một nước rất là hợp lý. Vâng, đương nhiên là một người vô địch toàn thành Đà Nẵng năm 2015 thì không bao giờ là một kỳ đối thủ nhẹ ký cả. Đối diện với anh là cũng là một người nhiều lần vô địch thành tỉnh Ninh Bình, anh Vũ Văn Tuyến đến từ câu lạc bộ tướng Tràng An, thành phố Ninh Bình. Xe một bình 8 chạy lấy can để có thể là hoạt động tốt con pháo 8 đã bị cô. Đen có thể đi xe 4 tấn 2 để uy hiếp cánh mã kém của bên đỏ. Xe 4 tấn 2. Anh Tuyến sở hình pháo 84. Thì pháo 84. Sau khi đấu cây xong thì sẽ phục nước pháo 4, thoái 4 về bảo ngựa. Pháo 3 bình 2. Không đổi cây. Đen thay bằng nước pháo 3 bình 2 thì tôi nghĩ là đen có thể đi ăn xe đi đỏ xe 8 tấn 1 ăn lên thì nước sau đi binh 3 tấn 1. Pháo 4 thoái 3 thì xe 4 tấn 1 bắt ngựa, thì là cái thế công của bên đen nó đang rất là rõ đấy ạ. Nghe cái nước pháo bình pháo 3 bình 2 ra bắt xe đấy, có cảm giác là nhờ là cái nước cờ đó, là nếu như nhìn thoáng qua thì có cảm giác là nước cờ đấy hay để chống đổi xe và gây uy lực mạnh bên này, nhưng mà thực tế ra là theo quan điểm của tôi thì có thể là đi ăn xe rồi đi binh 3 tiến 1 thì là thế công rất là mạnh hơn ạ. Và cuối cùng thì bộ phận kỹ thuật đang tìm cách để điều chỉnh ánh sáng tương đối khó chịu, mong quý vị khán giả thông cảm. Pháo 2 tiếp tục tấn 1, đã quật chiếu bắt xe.
đỏ có thể đi pha 4 thoái 3. Thì đen xe 4 thoái 3 thì nước sau là đỏ đi xe 8 thoái 1 để phục nước xe 7 bình 6 đấu xe. Rõ ràng là bên đen đã phản tiện. Hai bên vẫn đang rình rập nhau, sẽ rất nguy hiểm nếu có sai lầm lớn. Đen có thể đi xe 4 bình 3. Nếu như mà pháo 4 thoái 3 bắt xe thì đen đi xe 3 tấn 1. Xe 7 tấn 2 thì pháo 2 bình 5 ăn lại xe và ưu thế cực tượng. Đỏ có thể đi pha 4 thoái 3, sau đó là xe 7 bình 6. Chính xác. Nếu như mà trong tình huống mà pháo mà cứ đuổi xe như vậy thì bên đỏ đã phạm luật chốc xe. Binh 7 tấn 1. Thank you.
nước cờ binh 7 tấn 1 này của bên đỏ là tương đối tích cực, có thể là thông cái lộ xe 7 của bên đỏ mà có thể đi cái mã 7 tấn 8 bắt con pháo 2 của bên đen. Binh 3 tấn 1 voi 5 tiến 7. Nên sau khi mà đã thông được cái lộ mã kém phát triển để giải quyết cái con mã 7 đang bị yếu, thì bây giờ bên đỏ đã thoáng được cái cánh mã thì có thể là đang phục nước mã 7 tấn 8, thì đến đây hình cờ là cảm giác là bên đỏ đang dần dần chiếm lại ưu thế. Các bạn đang xem trận cờ thuộc vòng 1/8 của vòng chung kết cờ miền Trung giải đấu trận cờ đấu vết 2015 giữa hai kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đến từ câu lạc bộ Tràng An Ninh Bình và Trịnh Hồ Quang Vũ đến từ Đà Nẵng. Trận đấu được sự điều hành của trọng tài Nguyễn Đình Hoàng diễn ra tại khách sạn Nam An đường Trường Sa thành phố Đà Nẵng. Giải đấu trận cờ đấu vết 2015 được tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp, các nhà tài trợ công ty trách nhiệm hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Tràng An Ninh Bình và khách sạn Nam An thành phố Đà Nẵng. Các trận đấu của trận cờ đấu vết sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên VTC3 lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Người cầm quân bên đỏ anh Vũ Văn Tuyến đến từ câu lạc bộ Tứ Trang Ninh Bình, người nhiều lần vô địch tỉnh Ninh Bình, và người cầm quân bên xanh anh Trịnh Hồ Quang Vũ, người vừa mới vô địch Đà Nẵng, giải toàn thể Đà Nẵng cách đây không lâu. Một trận đấu hết sức hấp dẫn, bắt đầu bước vào giai đoạn quyết liệt rồi. Mời đổi xe. Ván đấu có thể nói là răng rất nhau từng nước một, rất là khó xử lý. Và trong những hình cờ này thì gần như là bất kể sai lầm nào sẽ phải trả giá khá đắt. Anh Trịnh Hồ Quang Vũ đi xe 4 mời đổi xe theo cách này cũng là một hướng rất hay, tranh tiền. Xe 4 mời đã tấn 8 và vẫn tiếp tục khóa vào mặt tượng. Hai cánh pháo đang được gánh qua hàng tốt của đối phương. Đỏ có thể đi xe 8 bình 6 mời đổi nốt để tranh cái lộ 6 để đưa xe lên tấn công vào cái cánh mã ở trung lộ của bên đen, nếu như mà bên đen không đổi xe.
Tôi nghĩ là đi xe 86 thì có thể là hay hơn một chút. Bởi vì đấy, con tượng khi mà xuống thì mã 5 tấn 3 sẽ là đe dọa cái đường mã sẽ rộng hơn. Bỏ vào đầu chắc. Có 57. Bây giờ sẽ là, đây cũng là một hướng đánh của anh Tuyến, mở đường cho tốt 5 sang sông. Để với mục tiêu là giải tỏa cánh xe, cái xe 8. Tranh thủ thế hai pháo gánh là bên đỏ đã mở tốt 5 để tranh thủ đưa tốt qua sông. Xe 4-2. Binh 5-1. Mã 3 tiến 5. Mặc dù bên đỏ ưu thế hơn tốt qua sông, nhưng mà cái cánh cỡ dày đặc ở trung lộ là hai pháo một mã một xe của bên đen đang tấn công rất dữ dội. Nước tiến pháo 6 tiến 2 của bên đen là đang có thể phục nước là coi như lao mã 5 tấn 7 bắt tượng. Pháo 7 tấn 3. Thì mục đích đưa pháo 7 tấn 3 này là đưa pháo 7 bình 5 vào, vừa bắt mã và có thể giữ được tượng. Xe 4 bình 3. Mặc dù hơn tốt nhưng mà cái cánh mã bên trái của bên đỏ bị xe 3 đè và con xe của bên đỏ là xe 8 bị pháo ngăn cấm, đâm ra là cũng đang ở dưới hàng của bên đen, đâm ra rất là các cây triển khai cũng rất là khó. Nước cờ này đỏ đang tương đối bị khó chịu một chút và tôi cho rằng đến đây đỏ cần phải đi nước cờ một dũng mãnh tượng 5 tấn 7. Và tượng 5 tấn 7 phế tượng. Anh Cường nhìn thấy không? Cái nước cờ phế tượng này tôi đánh giá là một trong nước cờ mà chưa cần tính được cái tính đúng sai của nó, nhưng đây là nút thắt của trận đấu. Tôi cho rằng bây giờ nếu đi xe 3 tấn 1 sẽ là xe 8 tấn 3 bắt cây. Nếu xe 3 tấn 1 ăn tốt thì lập tức pháo 3, pháo 7 bình 5 dọa sát cục. Nhưng một cái nước cờ là cũng đưa ra rất nhiều
cái tình huống và tạo nên là sự bất ngờ của cái ván cờ mà trong cái tình thế là bên đỏ đang như đang bị đè hết tất cả các cây ở nhà. Tôi đánh giá cái nước cờ này cũng là một nước cờ là tương đối mạo hiểm và cũng tạo ra một tình huống rất là hay. Nước cờ phải là dũng cảm, nước cờ tôi nghĩ là cần phải đi. Và trong trường hợp này nếu các bạn đỡ một cách thông thường thì tôi cho rằng là đỏ sẽ kém dần và thua. Đấy, bắt đầu gây được sự khó chịu rồi. Thời gian dành cho bên đỏ còn hơn 10 phút, bên xanh hơn 80 phút. Các bạn hãy chờ xem. Xe 8 tấn 3, xe 3 tấn 1. Bây giờ sẽ chọn phương án nào? Ăn tôi nghĩ là pháo. Sẽ phải ăn pháo. Nếu ăn mã lập tức sẽ bị pháo 7 Việt Nam dọa chiếu cục. Đỏ có thể đi mã 7 tấn 5. Vẫn như thế tốt đầu. Mặc dù kém tượng nhưng ở thế là pháo mã xe ở vị trí chiến đấu rất là tốt cho bên đỏ. Nước cờ phế tượng khá là hay. Một nước cờ mở đường cho cây tấn công tham chiến rất là hay của bên đỏ. Xe 3 tấn 5 chuyển pháo qua. Voi 7 tấn 5. Nếu trong tình huống này thì chắc là bên đen có thể đi xe 3 thoái 1 hoặc xe 3 thoái 5. Xe 3 thoái 5. Đỏ có thể đi binh 5 tấn 1. Voi 5 tấn 7. Trong một cái hình cờ khó đi, nhưng mà anh Vũ Văn Tuyến đã có thể đi nước cờ, một nước cờ tương đối chuẩn xác. Nếu như mà xe 3 bình 5 thì có thể đi pháo 2 bình 5, cô cái bộ xe 3 lại. Vừa rồi không dám ăn tốt đầu vì sợ pháo 2 bình 5. Cô chặt cái cánh mã đấy lại. Nước cờ này sẽ phải nhận định sau, nhưng rõ ràng là nước phế tượng của anh Vũ Văn Tuyến đã giải tỏa được một chỉ một con tượng thôi. Giải tỏa được rất nhiều, bây giờ là ưu thế rồi. Hơn tốt sang sông. Bây giờ nước tiếp theo có thể rất nhiều hướng đánh. Tôi nghĩ là cần lên sĩ để đề phòng pháo 1 có thể chuyển sang 9 tấn công, cũng là bảo quản ở khu vực trung lộ rất là tốt. Nhưng sau khi mà lên tượng và ra tốt bắt xe thì coi như cái con xe xanh của bên đen đã bị vô hiệu hóa, đứng ở cái vị trí rất là xấu.
xe 3 bình 6. Pha 2 bình 6. Đang dọa đâm Diêu An Sĩ. Mã 5, thoái 7. Và những cái sai lầm này thì đến từ cái sự giằng giật nhau ở khu vực trung lộ như chúng ta đã biết. Và quan trọng nhất là bên đỏ đã có một nước phế tượng tôi đánh giá là rất là hay, rất dụng cảm. Rất có thể là cái nước phế tượng này nếu như các bạn hay dùng phần mềm nhiều, nếu xử lý trên máy tính thì nó sẽ cho một kết quả ngược lại. Tuy nhiên trong cờ tướng thì rất nhiều bạn thì qua tôi đang làm phong trào các bạn nói tại sao danh thủ không đi nước này, không đi nước kia. Máy của em thẩm là U300, U400. Nhưng thực sự trong một cái trường hợp, trong cái thời điểm đó, trong lúc khó khăn như thế, cái nước cờ mà trên con người thì không phải máy tính, chúng ta không đánh cái máy tính, và trong lúc đó thì cái nước cờ quyết liệt, nước cờ dũng cảm thì sẽ có một cái khả năng rất tốt để có thể tiến đến bàn thắng lợi. Nên là bây giờ tôi thấy là nhiều bạn trẻ, anh Cường có biết là do là thẩm software nhiều, thẩm trên máy tính, chơi trên mạng cũng dùng software, cho nên là đang dùng máy tính để nghĩ thay cho mình. Và đây là một trong những điều kiện mà khiến cho mà sức cờ càng ngày càng yếu đi mà không biết. Rất nhiều bạn nói một câu rất buồn cười là tại sao anh Trung, tại sao là anh Vũ Hữu Cường nhảy đây nhảy kia thì kém 300 rồi, kém 300 điểm rồi, ưu thế rồi, yếu rồi các thứ. Nhưng mà trong cái thời gian đó các bạn lưu ý là trong thời gian ngắn là không thể giải quyết được. Nhiều khi nước cờ có thể là hơi yếu một chút, nhưng đối phương không phát hiện ra thì nước cờ sẽ là cực mạnh. Và đây là cái biểu hiện cho cái ván cờ đó. Nếu như đã hơn cây và hơn tốt và đủ thế thắng rồi thì theo quan điểm tôi là đánh càng đơn giản càng tốt.
rất nhanh, khá sôi động. Tuy là hơn cây nhưng mà Đỏ tôi nghĩ vẫn phải xử lý hết sức khéo léo trong những cái nước cờ này. Bây giờ mà chỉ cần có thêm một cặp tượng nữa thôi thì quá dễ cho Đỏ đúng không ạ? Có thể mở đường cho mã tấn công. Nhưng mà Đỏ đang hơn cả cây, hơn cả thế, hơn cả giờ thì tôi nghĩ là sẽ rất khó khăn cho bên xanh. Hàm bắt tốt, nếu tốt chạy ra thì sẽ nhảy ngựa lên. Không, tốt 9-1. Bây giờ có thể nhảy mã 6-7. Rồi có thể nhảy mã 6-7, sau đó thoái về bắt tốt 7 của đối phương, nhảy lên 6. Nhảy lên 4 cũng là một nước cờ khá hay của con mã. Và mời đổi cây rồi. Không thể đổi được, nếu mà đổi thì thua ngay. Chạy xe ngang bắt tốt thì sẽ giật xe về vừa giữ tốt của bắt tốt kia, sau đó mở đường cho mã tấn công. Nước cờ xử lý rất hay của anh Vũ Văn Tuyến. Thời gian dành cho anh Vũ không còn nhiều. Bây giờ nước hợp lý là xe 6-2. Vâng, nếu tốt 7-1 sẽ là mã 6-5. Và mã 5-4. Và dọa sát cục rất là khó đi, buộc phải lên sĩ đỡ trước. Đến đây thì quá dễ đánh rồi, sau khi mà sĩ đã tròn và đưa được mã tốt lên xe, mã tốt công thành, vẫn còn một tốt dự bị, không còn nhiều cơ hội cho nhà vô địch đến từ Đà Nẵng. Đang dọa đâm chiếu nhảy mã an và sĩ rất là khó đi. Nếu xuất tướng bên nào cũng dở. Xuất tướng 5-6 thì bất tượng, mà tướng 5-4 thì rất gần tốt của đối phương, dễ dẫn đến thua cuộc. 42 giây về tượng trước, ấn bắt tượng. Có lẽ là trận đấu sắp có kết quả rồi. Bây giờ sẽ bị nhảy chiếu ăn ngược với tượng. Anh Tuyến đánh rất cơ bản, rất chính xác, cờ tàn chúng ta đã chứng kiến trận đấu trước, đánh gần như không có sai sót. Bây giờ sẽ là những nước cờ mà sát cục của anh Vũ Văn Tuyến. Mã 5-4, chắc là mã 4-3, mã 3-2. Mã 3-2. Hoặc là mã 4-2, mã 2-3. Có lẽ tôi xin được gửi lời chúc mừng sớm đến nhà vô địch Ninh Bình và hẹn gặp lại anh Vũ vào khoảng thời gian này sang năm. Quá khó rồi, bây giờ chạy qua 3 buộc phải vào tướng. Để tốt vào cũng thua. Ăn tốt đang dọa cục, vỡ nốt sĩ rồi. Quá khó khăn, 12 giây, 13 giây. Anh Vũ vẫn chống cực kỳ quyết liệt. Có lẽ nên giả cây sớm. Xin chúc mừng thành công của anh Vũ Văn Tuyến. Xin hẹn gặp lại anh chị Hồ Quang Vũ vào mùa giải sang năm. Và xin được cảm ơn sự có mặt trên ghế nóng của anh Vũ Hữu Cường. Xin cảm ơn anh Trung. Xin chào quý vị khán giả.